Mời các bác cùng với đồng hồ văn phòng đi tìm hiểu mẫu thiết kế đến từ thương hiệu Howcott Miner các bác nhé. Một mẫu thiết kế mái sừng này, gỗ óc chó, thiết kế 12 gông 12 búa, chạy được âm thanh của 3 bản nhạc các bác ạ. Với kích thước chiều cao em đo được là 2m2 và phần đế được thiết kế mở rộng lên tới 58cm. Một mẫu thiết kế rất là cân đối đúng không ạ. Chúng ta sẽ có một phần bên dưới nhá, ngay phần chân đế chúng ta sẽ có một phần gỗ nu được thiết kế đính điểm làm nổi bật nên là phần thiết kế ở bên dưới đây các bác này. Đây sẽ là thiết kế phần chân đế của chiếc đồng hồ tủ cây các bác nhá. Ba cạnh chúng ta sẽ có những phần kính mài viền vắt cạnh để giúp các bác theo dõi nhìn được vẻ đẹp của bộ tạ nắp vàng. Bên trên chúng ta sẽ có một cửa kính nữa các bác nhá, để thể hiện vẻ đẹp của cái bộ mã số nổi vàng ở bên trong. Đây là mẫu thiết kế mái sừng nên chúng ta sẽ có những cái phần thiết kế đặc trưng đúng không các bác. Và trên mái chúng ta cũng được thiết kế những cái phần gỗ nu này các bác nhá, được đính điểm đây, tạo điểm nhấn cho thiết kế ngoại hình ở bên ngoài. Với hai con song trụ ở hai bên, chúng ta sẽ có những cái phần kim loại màu đồng này các bác này, được thiết kế đính điểm nhá, phần bên trên và phần dưới của đế của chiếc đồng hồ nhá. Nó tạo một điểm nhấn khá là đẹp đúng không ạ? Nó giúp cho chiếc đồng hồ không quá bị đơn điệu trong mẫu thiết kế đúng không các bác. Rồi, đây thiết kế tổng thể của chiếc đồng hồ tủ cây các bác ạ. Và bên trong thì chúng ta sẽ có đầy đủ các bác nhé, để tem mác số sơ ly này. Chúng ta sẽ có hiện diện của một bộ mặt số nổi vàng rất là đẹp luôn, cực kỳ xuất sắc các bác nhé. Bộ mặt số trong cái tình trạng đẹp trên 96%, nịch âm trăng sao đầy đủ đấy các bác này. Đó. Tên logo thương hiệu đầy đủ các bác nhé, Howcott Miner. Và chúng ta sẽ có bộ 3 kim, 2 kim, 1 kim chỉ thời gian phút, 1 kim chỉ giờ và 1 kim rốn chạy dây các bác nhé. Đó, những cái mẫu thiết kế rất là đẹp của thương hiệu Howcott Miner. Bên dưới đây chúng ta sẽ có bộ 3 tạ vàng các bác nhá. Một bộ tạ vàng rất là to và dài. Cùng với đó là một cổ nắc dáng đàn cực kỳ là to luôn, tạo điểm nhấn cực kỳ là đẹp. Những chiếc đồng hồ tủ cây là chủ yếu tạo điểm nhấn ở những cái phần màu vàng, đó là bộ tạ vàng, nắp vàng và mặt số nổi vàng. Nó giúp cho không gian của các bác trở nên sang trọng đúng không các bác. Rồi, tất cả mọi chi tiết trên chiếc đồng hồ tủ cây này đều zin nguyên bản toàn bộ các bác nhá. Giấy tờ hướng dẫn còn đầy đủ đây các bác này. Đó, đây giấy tờ hướng dẫn đây các bác nhá. Đây là một cái phần phiếu của đại lý bán ra chiếc đồng hồ này. Tay cót còn đây các bác này. Rồi, chúng ta sẽ đi xem qua một chút về thông số bộ máy cũng như là tiếng chuông các bác nhá. Đây chúng ta sẽ có một phần tờ giấy thông số đây các bác này. Model là 610329 này và những cái thông số đi kèm nhà sản xuất muốn gửi tới các bác. 12 gông 12 búa cho trên bộ công thép các bác nhá. Bây giờ em xin được quay qua bộ máy một chút để các bác được nhìn. Đó. Đây, chúng ta sẽ có một bộ máy vách đồng đây các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn, bộ máy zin, độ đẹp cao. Nếu mà nhận xét thì độ mới thì nó còn đẹp trên 94-95% các bác ạ. Bây giờ thì em xin được thử qua một chút về âm thanh những cái bản nhạc có trên chiếc đồng hồ tủ cây này. Có thể nhận xét qua về âm thanh của chiếc đồng hồ tủ cây này các bác nhá. Có thể nói là đây là một chiếc tủ cây Howcott Miner, nó có âm thanh lớn hơn so với mặt bằng chung của những chiếc đồng hồ tủ cây Howcott Miner các bác. Rồi, một mẫu thiết kế màu gỗ rất là
dễ để các bác kết hợp chung với đồ nội thất trong không gian nhà của mình các bác nhá. Một mẫu thiết kế rất là đẹp luôn. Đấy, các bác thích những chơi những chiếc đồng hồ tủ cây đẹp thì các bác hãy đến với đồng hồ vang vọng các bác ạ. Ngoài ra thì em còn có sẵn rất là nhiều mẫu khác nhau để các bác đây. Mẫu to, mẫu nhỏ, 8 công, 8 búa hay là 3 búa em đều có sẵn đầy đủ hết các bác nhá. Bác nào thực sự quan tâm đến chiếc đồng hồ em vừa giới thiệu thì mời các bác liên hệ giúp em qua số điện thoại 0912 011 947 để vang vọng tư vấn kỹ hơn cho các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi.